khán giả Hà Hữu Ngọc, số điện thoại là 0166, 3 số cuối là 399, tại Phú Thọ có hỏi như sau. Cây bí đao 2 tháng tuổi, cây đang ra quả thì có hiện tượng là thối tại một điểm, héo, chết dần quả đi. Tôi đã dùng thuốc Tomisin, hỏi cách khắc phục như thế nào? Vâng, thưa anh Ngọc thân mến, sau đây sẽ là câu trả lời của chuyên gia dành cho câu hỏi của anh. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất là cái quả bí đao ấy, nó có hai cái hiện tượng mà hay gặp ở quả non. Cái thứ nhất là bị bọ trĩ, nó chích hút thì nó cũng làm héo và nó teo dần quả đi và quả nó không phát triển được. Thế một hiện tượng nữa là nó bị nấm, nó xâm nhập, nó gây hại thì nó mới gây ra hiện tượng thối tại một điểm, tại một vết, tại một điểm và nó héo và nó chết quả. Đấy thì cũng có thể là do bọ trĩ nó chích, nó tạo vết thương, rồi nấm, vi khuẩn nó xâm nhập thì nó làm cho cái quả nó bị thối. Thì bác cần phải khắc phục bằng cách là bác cần kiểm tra, theo dõi xem một cây có bị cái con bọ trĩ rất nhỏ màu vàng nó chích hút hay không. Đấy, thì chúng ta phải diệt nó để nó ngăn ngừa cái hậu của nó là nó chích hút, nó tạo vết thương thì nấm và vi khuẩn nó lại xâm nhập vào, nó gây thối. Thì bây giờ bác phòng trừ bằng cách là bác thu gom toàn bộ những cái quả héo, quả chết đó bác tiêu hủy. Sau đó thì bác phun các loại thuốc mà trừ nấm và vi khuẩn để ngăn ngừa cái sự xâm nhập của chúng vào trong quả. Ví dụ như các thuốc có hoạt chất copper oxy chloride vừa ngừa nấm và vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương, hoặc là các thuốc như là ninh nan mi xin hoặc validamycin hoặc là casugamycin. Đây là các cái thuốc kháng sinh, các cái thuốc ngăn ngừa nấm và vi khuẩn xâm nhập vào quả để tránh cái hiện tượng mà gây thối, gây loét ở trên quả. Ví dụ thuốc có hoạt chất copper oxy chloride hoặc ninanmycin hoặc validamycin hoặc casugamycin. Đấy là để trừ bệnh do nấm và vi khuẩn, ngừa bệnh do nấm và vi khuẩn nó gây hại trên quả, nó gây thối. Thế và bác cần kiểm tra trên cây bí là rất hay có cái loài bọ trĩ nhỏ nó chích hút ở trên lá và ở trên quả non. Đấy, nó cũng làm thối và làm teo quả đi. Thì nếu phát hiện thấy thì bác lại phải trừ các cái loại thuốc trừ chích hút có hiệu quả mà diệt trừ được cái bọ trĩ này. Ví dụ như thuốc có hoạt chất nitenpiram hoặc là thiamethoxam hoặc là inoteburam hoặc clothianidin hoặc etofenprox hoặc là sulfosafluor. Đấy, có rất nhiều loại thuốc trừ chích hút. Đấy thì bác sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất và đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch. Nếu như mà bác lại có cả bí mà nó lại đang có cả quả to thì chúng ta cần phải lưu ý. Thế còn chúng ta phải phòng trừ từ sớm để ngăn ngừa cái hiện tượng mà thối quả do nấm và vi khuẩn nó xâm nhập, nó gây thối, hoặc là do bọ trĩ, một loài bọ trĩ vàng rất nhỏ đấy, nó chích hút, nó gây hại. Thì chúng ta phải theo dõi nó vì cái nguyên nhân nào để chúng ta phòng trừ theo đúng cái hướng đó thì nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng mà nó gây ra gây hại quả nha bác. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC 16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp,
sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.